Đi cái chân rộng ra. Quê lắc qua lắc lại cái đầu, đưa cái tay ra đưa tay vô quạt á, cái quạt là đưa ra đưa vô nè. Ừ đúng rồi. Ông địa cũng phải lại theo mà. Quê đi rộng cái chân ra, ông địa đi cái rộng cái chân ra coi. Đi xích tới xích lui, đi lại đằng sau. Còn phải qua bên đây mà ăn sân khấu. Ông địa là phải dịch chuyển nhiều vậy chứ. Làm gì đi về mới nói gì đi vậy? Chân đâu đi cái kiểu gì kỳ vậy, cái chân rộng ra. Cái tay kia để đằng sau hông. Cái tay kia để đằng sau hông. Đi rộng cái chân ra coi. Cái chân địa đi cái kiểu gì vậy, rộng cái chân ra. Khều cái chân nó, khều cái gì mà cứ một động tác làm hoài. Làm phải đa dạng động tác chứ, cứ có một cái động tác làm hoài sao được. Đi qua bên kia đằng sau móng đồ đông. Sáng tạo lên một chút. Cái chân đi rộng ra coi. Ông địa con đang án cái mà cái khu sân khấu nè, khán giả người ta đang coi con lên mà cứ ngàn trước chạy sao liền, lợi sao liền, đi giọng tắt nhanh hơn, đi dạt cái chân ra. Ông địa là cái chân người ta đi rộng cái chân ra,
nói hoài không nghe. Kéo con gắn ra đâu rồi? Chạy qua bên kia liền. Thằng ấy lấy cái tay ở sao mắc cái đuôi. Gắn lợi dồn coi trong đó không đĩa. Ê, trong cái hộp con gắn kìa, không có linh lẹ chứ. Chớp mắt rồi con, chớp chớp mắt rồi. Bình, bẻ cái nhánh cây ra đó đứng cầm cho anh làm. Bẻ cái nhánh cây, nhanh lên, ra đứng đó.
địa chuẩn bị ra đứng chào luôn kìa đẹp. Kẹp bụng quên. Rồi rồi tiếp đi vô luôn đi. Nhanh lên.